Vâng, chào các bạn, chúng ta đang bước vào những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Tuy nhiên thì những guồng quay công nghệ thì luôn thay đổi. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho bạn một sản phẩm các bạn đang mong chờ nhất những ngày qua, đặc biệt những bạn nào là fan của Xiaomi. Vâng, và trên tay mình chính là chiếc Xiaomi Mi 6X, một sản phẩm mà đã ra mắt cách đây vài ngày và hiện tại nó đã có mặt chính thức tại thị trường Việt Nam. Và Diệu Thông Minh tự tin là một đơn vị phân phối đầu tiên và mang sản phẩm này về để hỗ trợ phục vụ các bạn nếu như bạn nào quan tâm. Đó, trên tay mình thì các bạn thấy là chiếc Mi 6X của chúng ta năm nay, đây sẽ là phiên bản nâng cấp của chiếc Mi 5X hay còn gọi là chiếc Mi A1 trong năm ngoái và đã gặt hái rất là thành công. Với vọng cho năm nay thì với chiếc Mi 6X này thì các bạn cũng sẽ có một chiếc máy thiên về chụp ảnh và ngoài ra nó còn được nâng cấp và hiệu năng khá là mạnh mẽ nữa. Vâng, hộp của máy các bạn thấy thì toàn bộ phía trước sẽ là màu trắng và cái chữ 6X của chúng ta nó sẽ khá nổi bật như này. Ở mặt sau thì mình sẽ có những thông số kỹ thuật nổi bật và cái phiên bản trên tay mình ở đây đó là phiên bản RAM 6GB bộ như trong 64GB. Ngoài ra thì các bạn biết là chiếc Mi 6X này khi tung ra thị trường nó sẽ có 3 phiên bản. Cái phiên bản thấp nhất sẽ là RAM 4GB bộ trong 64. Cái phiên bản thứ hai chính là chiếc máy trên tay mình và có một phiên bản cấu hình mạnh mẽ nhất đó là RAM 6GB bộ như trong 128GB. Và cái ngày sản xuất các bạn thấy là tháng 4 năm 2018, tức là chiếc máy sản xuất rất là mới. Và bây giờ thì mình sẽ xin phép được bóc siêu cũng như là mở hộp chiếc Mi 6X này ra. Và đây là một chiếc máy mới 100% và khi các bạn đi hòa Diệu Thông Minh thì các bạn cũng chính là người được tự tay bóc siêu cũng như kích hoạt sản phẩm. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp nó ra. Vâng, cảm giác mở hộp sản phẩm mới lúc nào cũng rất là thú vị. Vâng, chúng ta sẽ có một cái hộp phong bì nhỏ ở đây. Và bên trong này thì Xiaomi sẽ có tặng kèm cho chúng ta một cái chiếc ốp lưng, một chiếc ốp lưng thời trang, một cái đầu chuyển từ các kết nối Type-C ra cổng kết nối tai nghe 3,5mm, một sách hướng dẫn sử dụng. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Xiaomi Mi 6X. Và phiên bản trên tay mình thì nó sẽ có màu đen nhám, nhìn khá là mạnh mẽ và nam tính. Và phụ kiện bên trong thì mình sẽ có một cái cục sạc. Và cục sạc này thì nó sẽ có dòng ra là 5V và 2A. Như vậy thì nhiều khả năng cái cục sạc này nó sẽ không hỗ trợ cái công nghệ sạc nhanh. Tiếp theo thì mình sẽ có một chiếc cáp kết nối chuẩn Type-C. Và quay trở lại với chiếc Mi 6X của chúng ta, sản phẩm này làm chúng ta liên tưởng khá là nhiều đến chiếc Redmi Note 5 Pro khi các bạn sẽ thấy một cụm camera kép được đặt dọc ở phía sau. Tuy nhiên thì cái cụm camera này được làm nhô lên cao khá là nhiều. Chúng ta vẫn sẽ có một cảm biến vân tay được đặt ở chính giữa. Về khả năng gia công hoàn thiện thì Mi 6X làm tốt hơn Redmi Note 5 Pro rất là nhiều. Khi bạn thấy là nó được thiết kế làm hoàn toàn bằng kim loại chứ nó sẽ không có những dải nhựa trên và nhựa dưới để bắt sóng như trên Redmi Note 5 Pro. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là cái dải anten được ẩn phía trên và phía dưới và phải nói là nhìn nó rất liền lạc trong cái phần thiết kế. Và một cái điểm nữa các bạn cần lưu ý là ở phía dưới này, Xiaomi đã mạnh dạn loại bỏ giắc cắm tai nghe 3,5mm. Thay vào đó thì chúng ta sẽ có cổng Type-C duy nhất. Vì vậy các bạn sẽ thấy là máy về tổng quan nó sẽ có một thiết kế khá là mỏng. Mặc dù là một sản phẩm tầm trung, tuy nhiên cảm giác cầm nắm, gia công hoàn thiện chiếc Mi 6X thì nó lại không hề thua kém với những flagship trên thị trường hiện nay. Và quay trở lại phía mặt trước thì chúng ta sẽ có màn hình với kích cỡ khá là lớn lên tới 5,99 inch. Và kích cỡ này thì giống hệt như chiếc Redmi 5 Plus cũng như là chiếc Redmi Note 5 Pro. Mi 6X thì nó vẫn sử dụng màn hình IPS, vì vậy nó sẽ cho cái độ sáng của góc nhìn khá là tốt. Nói chung về màn hình thì nó sẽ không có quá nhiều thay đổi so với những sản phẩm đi trước. Về hiệu năng thì với chiếc Mi 6X trong năm nay thì nó cũng là một sự nâng cấp khá là vượt trội so với Mi 5X trong năm ngoái. Thay vì sử dụng con chip Qualcomm S625 thì hiện tại nó đã được chạy con chip cao cấp hơn, đó là Qualcomm S660. Và con chip này thì giống hệt như chiếc Xiaomi Mi Note 3 trong năm ngoái. Và có thể nói là mặc dù đây là sản phẩm tầm trung, tuy nhiên thì cấu hình của nó thì nó lại ở mức cận cao cấp. Con chip Qualcomm S660 thì như các bạn đã biết là với sản phẩm Mi Note 3 đã ra trước đây thì nó cho hiệu năng khá là mạnh mẽ và có thể sánh ngang, gần như cái tốc độ của nó có thể sánh ngang với những con chip cao cấp như là Qualcomm S820 chẳng hạn. Và chính vì vậy mà chiếc Mi 6X trong năm nay, nếu như bạn nào chúng ta cần một sản phẩm để chơi game hay là một chiếc máy cấu hình cao thì sản phẩm này sẽ không làm bạn thất vọng. So với chiếc Mi 5X trong năm ngoái thì nó chỉ có phiên bản cao cấp nhất với RAM là 4GB, thì Mi 6X trong năm nay thì chúng ta sẽ có thêm phiên bản RAM 4GB cũng như là cái phiên bản cao cấp hơn đó RAM 6GB. Ngoài ra thì về phần mềm thì máy sẽ được chạy sẵn trên nền tảng MIUI 9.5 và các bạn thấy là cái nền tảng Android của nó sẽ là Android mới nhất, đó là 8.0. Và máy sẽ được trang bị viên pin với dung lượng 3010 mAh. Mặc dù đây không phải là viên pin quá lớn như dòng Redmi Note 5 Pro hay là Redmi 5 Plus, tuy nhiên thì nó vẫn có thể đáp ứng khá là tốt cho các bạn trong ngày làm việc. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái điểm cuối cùng trên chiếc Mi 6X này, đó chính là về camera. Các bạn có thể thấy là trong năm ngoái thì Mi 5X hay là chiếc Mi A1 là sản phẩm đầu tiên đột phá về chất lượng camera. Trước đây thì Xiaomi thường không được đánh giá cao về mảng này. Tuy nhiên thì với chiếc Mi 5X thì người dùng đã phải có một cái nhìn nhận lại về những dòng sản phẩm Xiaomi. Và trong năm nay thì với Mi 6X chúng ta tiếp tục có cái sự nâng cấp đó, đặc biệt là về cụm camera kép phía sau, khi chúng ta sẽ có tới hai camera với một camera với độ phân giải là 12 megapixel, một camera với độ phân giải là 20 megapixel. Và cái camera phía trước, đặc biệt cái khả năng selfie của nó cũng cực kỳ ấn tượng với số chấm lên tới 20 megapixel. Cái camera trước thì các bạn sẽ thấy chất lượng của nó sẽ khá là tương đồng như chiếc Redmi 5 Pro. Và các bạn lưu ý là cả ba camera này thì nó đều sử dụng cái khẩu độ f/1.8, một khẩu độ rất là lớn. Vì vậy chắc chắn thì khi mà máy chụp trong điều kiện thiếu sáng thì sẽ cho chất lượng ảnh tốt hơn. Đó, ở đây thì các bạn mình sẽ trải nghiệm cái giao diện camera phía sau của chiếc máy này một chút. Với bộ đôi camera đặt dọc phía sau, nó sẽ hỗ trợ những cái tính năng như ở đây các bạn có thấy là chụp xóa phông này, chụp chân dung, chụp xóa phông.
Và với chế độ manual điều chỉnh chuyên nghiệp thì các bạn có thể điều chỉnh các thông số chuyên sâu như là cân bằng trắng này, điều chỉnh lấy nét xa gần để điều chỉnh tốc độ màn chập, phơi sáng hay là điều chỉnh ISO. Và đây mình thấy có một tính năng khá là hay khi bạn kích hoạt cái chế độ này lên, đó là các bạn bật pick on thì ngay lập tức nó sẽ xuất hiện cái vùng lấy nét và nó sẽ giúp các bạn khi chúng ta chụp ảnh thì đỡ bị lấy nét sai hay đỡ bị lấy nét nhầm chủ thể. Về camera thì có lẽ mình sẽ có một video đánh giá chi tiết hơn về sản phẩm này. Đó, các bạn thấy là ngay cái phần camera làm đẹp ở đây chúng ta thấy có khá là nhiều tính năng. Đó, các bạn có thể điều chỉnh cái chế độ làm đẹp từ 1 đến 5 này, hay và ra chế độ nâng cao nó sẽ giúp các bạn điều chỉnh mặt V-Line, điều chỉnh kích cỡ của mắt này, khuôn mặt cũng như là độ mịn của làn da. Như vậy đây là một sản phẩm không chỉ của cấu hình cao mà cái điểm mạnh về camera nó sẽ tiếp tục được kế thừa trên Miramix và thậm chí nó còn làm tốt hơn thế rất là nhiều. Và như vậy thì trên đây mình vừa gửi đến các bạn video một hộp đánh giá nhanh về chiếc Xiaomi Mi 6X, một bản nâng cấp của chiếc Miramix trong năm ngoái. Và sản phẩm này thì có lẽ trong thời gian sắp tới thì nó cũng sẽ xuất hiện phiên bản chính hãng ở Việt Nam với tên gọi là chiếc Xiaomi Mi A2. Và sản phẩm này hiện tại đang được bán rượu thông minh với mức giá từ 6.490.000 cho phiên bản RAM 4GB. Và sẽ có mức giá cao hơn một chút cho phiên bản RAM 6GB với bộ 164 và 128. Đó, thì ngay bây giờ các bạn có thể đặt hàng sản phẩm này bằng cách chúng ta truy cập chi tiết vào website rieuthongminh.vn, hoặc các bạn có thể đặt hàng ngay trong phần comment phía dưới video. Đó, những video đánh giá chi tiết về hiệu năng của camera thì mình sẽ gửi đến các bạn trong video lần sau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.